Lúc nhận giấy hồng là cái em cười từ trong đó cười ra luôn á, cười không có ngậm được miệng luôn á. Em tên là Đặng Bảo Vy, năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngành kinh tế đầu tư ạ. Dạ thực ra bạn bè em, các bạn cũng có cái ý định đi Mỹ cũng nhiều rồi, em cũng ảnh hưởng của mọi người xung quanh, cũng tìm hiểu thử thấy môi trường học ở đây cũng rất là ổn cho nên mới có ý định đi. Dạ thực ra là em trước là em có phỏng vấn một năm trước là lúc em vừa mới hoàn thành xong chương trình cấp 3 nhưng mà không có đậu, xong cái bây giờ lần thứ 3 là em được pass qua. Có thể là tại cái cách trả lời của em, với là lần này thì em cũng có thêm IELTS, em cũng được vào trong khóa 9 cho nên là nó pass. Dạ trước đây bạn em cũng từng làm hồ sơ du học ở đây, xong em cũng tìm hiểu thêm rồi em biết. Dạ trước đó là em cũng biết chị Phúc rồi, chị Phúc trước đây cũng làm cho bạn của em rồi, bạn giới thiệu cho chị Phúc. Chị Phúc là người hướng dẫn em từ đầu, xong có thêm chị Thoa nữa, hai chị rất là dễ thương, rất là tốt luôn, nào cũng chỉ cho em rồi cũng hướng dẫn em rất là kỹ. Thực ra thì thường các câu hỏi về trường thì mình thường là các bạn thường là sẽ nói liên quan về kiểu cái ranh trường là nhiều rồi. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thêm á, thì mình phải nói về bản thân nhiều hơn là cái rank của trường. Nói chung là kiểu bản thân mình có gì. Hai lần trước á, thì vắng hơn, lần này lần thứ 3 đó đông luôn, đúng vào tháng 8 mấy bạn đi rất là nhiều luôn, buồn nóng nữa, lên đông người rồi cũng hồi hộp nữa anh. Lần này thì xếp hàng, đợt này là xếp hàng rất nhanh luôn, em chờ khoảng 40 phút là em được phỏng vấn. Cô đó cô rất là tốt luôn á anh. Cô hỏi, cô cười rồi cô cũng làm mình thoải mái hơn. Tại vì thường là trước khi đi phỏng vấn là thường giống như trên cái blog review thì mấy bạn nói là cũng sợ này nọ. Nhưng mà em thấy mấy CEO cũng rất là uy tín. Dạ lần này hỏi nhiều hơn lần trước. Lần này hỏi về trường rồi, về học bạ của em, về người thân nhiều hơn. Trước khi đi thì các chị cũng chuẩn bị cho em hết rồi, cũng pre-phỏng trước rồi cho nên là lúc đến mà cô hỏi thì là em cũng được biết là cái câu hỏi nó sẽ như thế nào rồi, cho nên là em cũng chủ động hơn, cũng trả lời rất là suôn sẻ và tự tin. Thực ra thì là cái thứ nhất là cái ngôn ngữ, thứ hai là mình cũng không có được ở gần với gia đình của mình phải đi qua mình tự lập, cho nên là nhiều cái kiểu mình phải tự cố gắng, cho nên là sẽ có nhiều cái buồn hơn. Dạ hồi nãy mấy chị cũng báo cho em chuẩn bị thêm các giấy tờ rồi thủ tục rồi về sức khỏe tiêm ngừa, các cái chi phí mình phải đóng cho trường. Dạ trường của em là trường Đại học bang Arkansas, là một trường công của Mỹ, cũng nằm trong hàng top mà cũng rất là rộng. Rồi trường có các ngành cũng rất là đa dạng, phù hợp với nhiều bạn. Trường cũng có nhiều học bổng dành cho học sinh quốc tế. Khi mà nhập học ở trường cũng có rất là nhiều hoạt động để cho các bạn học sinh làm quen với môi trường ở đây. Tại cái hồ sơ của em là có bảo lãnh định cư, cô bảo lãnh cho em, cho nên là cũng là một cái điểm khó hơn của hồ sơ của em so với các bạn. Nhưng mà các chị cũng giúp em rất nhiều, luyện giúp em phỏng vấn. Tại vì lúc trước em chưa có phải là hiểu hết về cái quá trình mình phỏng vấn như nào, xong với chị cũng giúp em nhiều. Dạ thì cũng rất là cảm ơn các chị là đã giúp đỡ em rồi động viên em để em có thể có được tấm vé màu hồng.